địa chỉ nắn chỉnh cuộc sống tốt nhất mà Hằng đã lựa chọn, Dr. Island Chiropractic. Rất là sạch sẽ, khang trang, thiết bị hiện đại, nó như là tiêu chuẩn quốc tế, như là các phòng khám khi mà Hằng đi sinh hay đi Thái Lan hoặc là những cái bệnh viện 5 sao vậy. Đây là một phương pháp rất là nổi tiếng tại Mỹ, thấy đây là một phương pháp rất là an toàn, không cần phải dùng thuốc và nó có hiệu quả rất là cao nữa. Một trong những dịch vụ mà Hằng rất thích ở đây để tạo nên một cái trải nghiệm hoàn hảo đó chính là có hệ thống chụp X-quang ngay tại chỗ và chỉ cần chờ 10 phút thôi đã có kết quả rồi. Bác sĩ mà có chuyên môn rất cao, tốt nghiệp ở những cái trường đại học rất là danh giá ở Mỹ, và đặc biệt là bác sĩ Joseph, người mà điều trị cho Hằng, thì bác đã có 20 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này rồi. Và bác sĩ thì có tay nghề rất là tốt và bác sĩ lại là bác sĩ nổi tiếng nữa, nên là tất cả những khu vực mà bác sĩ trị liệu trên cơ thể thì bác sĩ làm rất là chính xác, nên ngay sau khi trị liệu là mình cảm thấy nó rất là dễ chịu. Cảm ơn bác sĩ. Hằng rất là thích được nấn chỉnh cuộc sống như thế này. Sau khi nấn chỉnh cuộc sống của bác sĩ Joseph thì Hằng tiếp tục liệu trình với hệ thống công nghệ cao đến từ Mỹ. Hằng được chia sẻ và giới thiệu là tại Dr. Island Chiropractic sử dụng rất nhiều các máy móc thiết bị tối tân công nghệ cao nhất hiện tại sẽ giúp cho cái việc và điều trị giảm cái cơn đau rất là nhanh chóng. Hằng lựa chọn đến với Dr. Island Chiropractic là một lựa chọn chính xác. Dr. Island Chiropractic, Hội đồng Bác sĩ của Sóng Hoa Kỳ, top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương.